Rất vui được gặp lại quý vị trong phần 3 của chương trình Giờ Kết Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay lại với anh Đoàn Quang Minh Thắng trong phần 3 phần bình luận chuyên sâu. Chào mừng anh đã quay trở lại với chương trình. Thưa anh thì đây là cái phiên thứ 3 kể từ khi mà kết thúc kỳ review đầu tiên của cái quỹ ETF trong năm 2017 cũng như là Fed tiến hành nâng lãi suất. Vậy thì theo cái quan sát và đánh giá của anh thì những cái phiên giao dịch trở lại đây thị trường đã diễn biến theo cái chiều hướng như thế nào? Thì theo như cái cá nhân tôi quan sát thấy thì cái hai cái sự kiện mà như anh trao đổi thì gần như là thị trường đều đã biết và đã đón nhận từ khá là sớm. Và cũng hoàn toàn là nằm trong những cái dự báo của những nhà đầu tư cũng như là các nhận định dự báo của các công ty chứng khoán. Do đó gần như là cái việc tất cả những cái thông tin đó đều đã được phản ánh vào cái giá từ trước. Ngoài ra thì kể từ khi sau khi kết thúc cái đợt review tới nay, tức là 3 phiên giao dịch, thì như tôi thấy thì thị trường vẫn duy trì được ở cái tâm lý khá là tích cực, thanh khoản thì vẫn duy trì ở mức cao. Ngoài ra thì cái hiện tượng bán tháo khi mà Fed nâng lãi suất không có xảy ra như nhiều người đồn. Những cái cổ phiếu mà theo như cái quỹ ETF mà nó dự kiến bán ra thì nhìn chung là những cái cổ phiếu đó đều vẫn duy trì được cái mức tăng. Còn những cái cổ phiếu mà quỹ ETF nó dự kiến nó đã thêm vào thì những phiên trở lại đây thì đang chịu áp lực bán chốt lời cũng tương đối khá là mạnh. Mặt khác thì nhìn xa hơn một chút, tức là về cái việc mà Fed nâng lãi suất thì theo như những cái dự báo của Fed thì trong năm 2017 sẽ vẫn còn 2 lần nâng, cũng như 2018 thì là sẽ tiến hành nâng lãi suất 3 lần. Nhiều khả năng thì cái xu hướng dịch chuyển dòng vốn gián tiếp về Mỹ sẽ khá là cao. Do đó cái rủi ro đó mà mình không thể xem nhẹ được, nó sẽ tác động một phần nào đó tới tiêu cực đến thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung, nói riêng. Còn về trong ngắn hạn thì như tôi trao đổi ở trên thì thị trường vẫn đang trong cái xu hướng tăng chung và dài hạn, và không những cái yếu tố về kinh tế vĩ mô vẫn được nhà nước kiểm soát trong cái mức đã đề ra. Do đó thị trường hiện tại thì sẽ không có nhiều yếu tố mà tác động tiêu cực đến thị trường. Ra thì kết quả kinh doanh dự báo trong quý 1 năm 2017 sẽ được các cái doanh nghiệp công bố trong một vài tuần tới đây nữa thôi. Thì cũng là cái thông tin được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Thì anh dự báo như thế nào về cái viễn cảnh mà kết quả kinh doanh quý 1 2017? Nếu mà nhìn ở cái góc độ đầu tư thì cái nhóm ngành nào sẽ có lợi thế ạ? Thì thời gian sắp tới là sẽ là cái công bố cái kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017. Thì theo như tôi đánh giá thì các nhóm ngành mà trong có cái kết quả kinh doanh nổi bật trong năm 2016 như là nhóm xây dựng hay là nhóm vật liệu xây dựng, cũng như một số nhóm ngành mà đứng sau cái chu kỳ như là bất động sản, thì trong quý 1 tới thì khả năng sẽ ghi nhận được cái doanh thu vẫn tiếp tục ghi nhận được cái doanh thu ấn tượng. Bên cạnh đó thì nhờ vào cái diễn biến thuận lợi của thị trường chứng khoán, khi mà cái thanh khoản vẫn duy trì ở mức cao, dòng tiền vẫn tiếp tục đổ vào thị trường, thì hiển nhiên là những cái cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng cũng như nhóm ngành chứng khoán thì sẽ được hưởng lợi, doanh thu sẽ ghi nhận được cái mức tốt cao hơn. Bên cạnh đó thì các cổ phiếu nhóm ngành cao su tự nhiên thì thời gian qua là nhóm giá cao su tự nhiên vẫn tiếp tục duy trì cái đà tăng. Những cái cổ phiếu thuộc nhóm ngành cao su sẽ ghi nhận được cái lợi nhuận doanh thu khá là cao, đặc biệt là những cái cổ phiếu như là HNG hay là BHR Phước Hòa hay là cao su Đồng Phú DBR hay cao su Tây Ninh TRC. Ngoài ra thì một nhóm chịu tác động tiêu cực đó là nhóm cổ phiếu ngành dầu khí. Khi mà thời gian vừa qua thì cái giá dầu thô thế giới liên tiếp giảm khá là mạnh, rớt xuống dưới $50 một thùng, thì hiển nhiên cái điều đó nó sẽ tác động không mấy là tích cực đến doanh thu của các cổ phiếu nhóm ngành dầu khí. Ngoài ra thì xét về nhóm dịch may thì mặc dù là cái việc mà TPP khó được thông qua, không có nhiều cái triển vọng khả quan đối với nhóm ngành dịch may, nhưng mà theo tôi quan sát và tìm hiểu thì vừa qua thì các đơn hàng về dịch may đang có cái xu hướng dấu hiệu và phục hồi và tăng trở lại sau khi mà giảm vào cuối năm 2016. Tuy nhiên tôi cho rằng thì cái thị trường nhìn chung thì vẫn có cái sự phân hóa khá là mạnh ở từng nhóm ngành, cái sự phân hóa rất là cao. Do đó những nhà đầu tư cần phải xem xét và đánh giá kỹ cái nội tại của từng doanh nghiệp để trong cùng một nhóm ngành để mà có thể đưa ra được những quyết định đầu tư hợp lý. Thưa anh thì theo tôi quan sát thấy thì giá dầu đã giảm xuống cái mức thấp kể từ tháng 11 với cái lo ngại mà nguồn cung sẽ tiếp tục tăng cao. Về cái việc mà OPEC gia hạn thời gian mà cắt giảm sản lượng cũng không mấy đem lại kết quả tích cực. Vậy thì theo anh đánh giá như thế nào về cái nhóm ngành dầu khí ạ? Trước tiên thì nhìn về tổng quan về giá dầu thế giới
Thì thời gian gần đây thì như tôi đã trao đổi từ đầu chương trình tới giờ thì giá dầu đã tụt xuống dưới cái mức 50 đô la một thùng. Thì đây là cái mức giảm sâu và thấp nhất trong vòng hơn 3 tháng do lo ngại về dư thừa nguồn cung. Ngoài ra thì theo như cái thỏa thuận đã ký kết của các nước tổ chức xuất khẩu dầu mỏ OPEC và một số nước ngoài OPEC thì họ sẽ tiến hành cắt giảm sản lượng vào nửa đầu năm 2017. Theo như những cái đại diện cho biết thì cái khả năng cắt giảm sẽ họ sẽ tiến hành thêm cái việc cắt giảm sản lượng này vào nửa giai đoạn cuối năm 2017. Tuy nhiên để mà đạt được cái thỏa thuận mới về việc cắt giảm cho giai đoạn nửa cuối của 2017 thì họ cần phải có sự đồng thuận về và cái hành động cắt giảm sản lượng thực sự đến từ các nước ngoài OPEC. Cho đến nay thì không phải tất cả các thành viên của các nước ngoài OPEC đã đồng ý tham gia vào cái ký kết cái việc cắt giảm sản lượng này. Mặt khác thì nhiều lo ngại được dấy lên do cái việc mà dư thừa cái nguồn cung cũng như là cái việc dự trữ dầu tại một số cái khu vực sản xuất dầu thô tại Mỹ ngày càng tăng mỗi tuần. Nhiều cái khả năng dự trữ dầu thô ở Mỹ sẽ đạt được cái mức cao kỷ lục, cái đó là về những diễn biến giá dầu thô thế giới. Còn về giá của các cổ phiếu nhóm ngành dầu khí trên thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua thì gần như là không có tích cực khi mà giá dầu giảm. Lần lượt những cái cổ phiếu như BVD, GAS hay BVT hay BVS v.v. đều cũng chịu cái ảnh hưởng tiêu cực. Thì có thể kể đến như là BVD sau khi mà giá dầu khi mà giá dầu vẫn còn duy trì trên mức 50 đô la một thùng thì cái cổ phiếu BVD này sau khi tạo đỉnh ngắn hạn tại cái vùng giá 23.300 đồng thì tới nay hơn 60 ngày cổ phiếu này đã giảm khá mạnh về cái vùng giá tầm 20.000, tức là mức hơn 15%. Ngoài ra cổ phiếu GAS cũng chịu chung số phận khi mà rớt từ cái vùng giá 63.000 về cái ngưỡng 53.000 trong phiên ngày hôm nay, tức là mức cũng gần 15%. Bên cạnh đó thì BVS thì cũng giảm gần 10%, và về mặt thanh khoản thì những cái cổ phiếu ngành dầu khí thanh khoản ngày càng giảm thấp dần hơn so với cái mức thời gian vừa qua. Như tôi trao đổi thì cái là đợt công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 thì hiển nhiên là các cổ phiếu nhóm ngành dầu khí, cái khả năng doanh thu cũng như lợi nhuận của các công ty dầu khí sẽ không mấy khả quan. Do đó về mặt khuyến nghị thì tôi cho rằng nhà đầu tư mặc dù là cái việc giảm giá trong ngắn hạn trong thời gian vừa qua đã ở những cổ phiếu dầu khí cũng tương đối khá là lớn, từ 12-15%, nhưng theo tôi đánh giá và khuyến nghị thì nhà đầu tư vẫn tiếp tục nên quan sát chờ đợi cái động thái của cái giá dầu thô thế giới. Khi mà thực sự có cái tín hiệu phục hồi rõ ràng thì khi đó các nhà đầu tư có thể xem xét đầu tư. Nhưng mà thực chất thì theo cá nhân tôi thì vẫn khuyến nghị nhà đầu tư chỉ nên giao dịch ngắn hạn những cổ phiếu dầu khí vì những cái rủi ro tiềm ẩn của cái biến động giá dầu không rất là khó lường. Vâng, xin cảm ơn anh. Thưa quý vị, những nhận định vừa rồi của anh Đoàn Quang Minh Thắng cũng đã khép lại chương trình Giờ Kết Sổ ngày hôm nay ngày 22 tháng 3. Rất cảm ơn sự đồng hành của công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.